Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Thông tin từ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có thông báo kết quả kiểm tra rà soát điểm bài thi của thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 theo đơn thư phản ánh. Theo đó, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa mới đây đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện những sai lệch trong kết quả thi của thí sinh CTH sinh năm 2009, số báo danh 721XXX tại Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025. Cụ thể, điểm thi công bố của thí sinh CTH là Toán 8 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm, Tiếng Anh 6,4 điểm. Tuy nhiên, qua kiểm tra bài thi, kết quả thực sự chỉ là Toán 4,5 điểm, Ngữ văn 6,5 điểm và Tiếng Anh 2,4 điểm. Theo Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân của sự cố này được cho là nhầm lẫn trong quá trình hồi phách và lên điểm tại Hội đồng chấm thi Trung học Phổ thông Ngọc Lặc, không có yếu tố tiêu cực trong việc nhập nhầm điểm của thí sinh. Căn cứ điểm chuẩn vào Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong năm học 2024-2025, em học sinh này không đủ điểm đậu vào lớp 10. Do đó, ngày 25 tháng 9 năm 2024, Hội đồng thi Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong đã ra thông báo thí sinh CTH không đủ điểm trúng tuyển, buộc phải dừng học. Được biết, học sinh CTH là thủ khoa khi công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong năm học 2024-2025. Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký chỉ thị số 37 CTTTG ngày 7 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Chỉ thị nêu rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo có tính ổn định trong nhiều năm để các nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong hoạt động ôn tập, dạy và học. Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, quản lý giáo dục, giáo viên của các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về công tác tổ chức kỳ thi, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, dạy và học, năng lực kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tổ chức xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật, an toàn, có độ phân hóa đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh. Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định đảm bảo chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác xây dựng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tổ chức chấm thi đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tuyển sinh theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, công bằng, tin cậy, giảm áp lực và tạo điều kiện cho học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp năng lực của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời đảm bảo tuyển sinh phải khách quan, thực chất, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và có tác động tích cực tới nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học ở bậc trung học phổ thông. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo sớm hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh năm 2025 và các năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ tổ chức kỳ thi, tuyển sinh đảm bảo đúng quy định, chính xác, an toàn và hiệu quả. Chuẩn bị từ sớm, từ xa các điều kiện về nguồn lực con người, tài chính, cơ sở vật chất cần thiết để từng bước tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm theo lộ trình đã công bố trong phương án thi giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo. Trong đó, lưu ý đối với các địa phương, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn và có phương án thanh tra kiểm tra, công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, đảm bảo rõ nội dung, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, tinh gọn, hiệu quả, tập trung vào những khâu tiềm ẩn, nguy cơ, tiêu cực, gian lận trong kỳ thi và tuyển sinh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau kỳ thi, tuyển sinh, nhất là đối với học sinh, phụ huynh học sinh, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, minh bạch, góp phần tạo sự tham gia, ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân và đồng thuận của xã hội về công tác tổ chức kỳ thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 8 tháng 10 họp cho ý kiến lần 2 về dự thảo luật nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất miễn học phí đối với con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang công tác. Căn cứ độ tuổi của giáo viên và dự tính độ tuổi con cái của họ, mức chi dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng việc này chỉ áp dụng được trong các trường công lập, rất khó áp dụng đối với cơ sở tư thục, do đó cơ quan soạn thảo cần cân nhắc kỹ. Ngoài ra, ông đề nghị làm rõ các điều kiện đảm bảo cho chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ với nhà giáo, chẳng hạn lấy nguồn nào để chi 9.200 tỷ đồng miễn học phí cho con giáo viên. Phải đánh giá kỹ lưỡng hơn để đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tính công bằng trong mối tương quan với các đối tượng ưu tiên khác, ông Mẫn nói. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu ý kiến tương tự. Ông cho rằng việc này có thể để chính phủ quy định theo hướng hỗ trợ các nhà giáo khó khăn chứ không ghi vào luật. Ưu đãi chế độ đặc thù thì được, nhưng đặc quyền, đặc lợi thì không nên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì việc xây dựng soạn thảo dự thảo luật nhà giáo. Dự luật này đã và đang dự kiến đưa ra những quy định khá toàn diện và chi tiết về nhà giáo, quyền, nghĩa vụ và chuẩn nhà giáo. Cùng đó là những chính sách tiền lương, đãi ngộ, tôn vinh đối với nhà giáo, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với nhà giáo. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật nhà giáo là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất quy định nghiêm cấm tổ chức cá nhân có một số hành vi liên quan đến nhà giáo. Theo đó, có 6 nhóm hành vi được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nghiêm cấm. Trong số này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất việc nghiêm cấm các tổ chức cá nhân công khai thông tin về sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với nhà giáo. Theo bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo luật nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, có nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tham gia góp ý cho các quy định của dự thảo. Tại phiên làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, có ý kiến cho rằng quy định an toàn về mặt thông tin của nhà giáo cũng cần được đề cập. Ví dụ như không công khai thông tin về việc không làm nghề giáo để tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm nghề khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị xem xét bổ sung quy định chi tiết về các hình thức xử lý vi phạm và cơ chế bảo vệ nhà giáo trước các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm và danh dự.